Welcome to my new YouTube channel. My name is Lin Nguyen and I am going to share with you for today the prayer of John Wesley, lời cầu nguyện của John Wesley được trích từ Đặc sản Linh lực số 147 phát hành tháng 10 năm 2007. Let's listen to this. Con không thuộc về con nữa, nhưng con thuộc về Ngài. Để con làm gì tùy ý Ngài. Đặt con vào hàng ngũ ai theo ý Ngài, để con phải làm việc, để con chịu khổ, để con được sử dụng bởi Ngài, hay tránh ra một bên cho Ngài, được tôn cao cho Ngài, hay bị hạ xuống cho Ngài. Để con được đầy đủ, để con bị trống không, để con có mọi sự, để con chẳng có gì cả. Con hoàn toàn tự nguyện và hết lòng nhường mọi sự để Ngài vui lòng và để Ngài sử dụng. Và bây giờ, lạy Đức Chúa Trời, vinh hiển và phước hạnh, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Ngài thuộc về con và con thuộc về Ngài. Nguyện mong sẽ được như thế, giao ước này con lập dưới đất, nguyện nó được phê chuẩn trên thiên đàng. Amen. My brothers and sisters, we are no longer belonging to ourselves. We live now by the faith of the Son of God who lives in us, who dwells in us, who forgives us of all our sins, who bought us, who purchased us with his blood, the precious blood of the Lamb. We belong to God now. And let us yield to the Holy Spirit of God to do whatever he bids us to do. And whatever he commands us to do and compels us to do, may God place us wherever he wants us to be, wherever he needs us to be. And wherever he places, may we bloom where we are planted. May we be used by God mightily, or just for some small mundane purpose, the heavenly purpose. As long as God puts you there, no man can remove you. No man with their schemes or powers, earthly power, can remove you. You are planted where you are because the grace of God will carry you and will transform you and will multiply you and cause you to be so fruitful. So may you be blessed, my brothers and sisters. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày chúng ta tin nhận Chúa và thuộc về Ngài, Chúa Giêsu đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết báo của Ngài. Chúa sẽ ở cùng với tất cả chúng ta và sử dụng chúng ta tùy theo mục đích và ý định của Ngài đã định cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, Chúa đặt chúng ta ở đâu thì xin Chúa cho chúng ta sẽ đơm hoa kết trái và bùng cháy cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa sử dụng cuộc đời của quý vị, tất cả quý ông bà anh chị em và tôi, cho mục đích thánh của Ngài. Bất cứ nơi nào Chúa kêu gọi, Chúa đặt để, Chúa trang bị, Chúa sẽ sử dụng và Ngài sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta sẽ lợi ích cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy vui thỏa, hãy sống ở trong sự bình an, trong sự phước lành, phước hạnh của Chúa, sự chu cấp thiên thượng của Chúa, và bước đi trong năng quyền của Chúa, đạp đổ tất cả những thành trì của quân thù, của kẻ địch, của Satan, và đem lại sự chữa lành, đem lại sự tươi mới, đem lại sự giải cứu, đem lại sự giải phóng khỏi quyền lực của thế giới tối tăm và tội lỗi, để rồi tất cả chúng ta được bước đi ở trong ánh sáng thiên thượng và làm trọn công việc Chúa giao phó cho ở trên đất này, cho đến ngày Chúa kêu gọi chúng ta về với Ngài ở trên thiên đàng. Và trong khi chúng ta còn sống, xin Chúa ban cho mỗi chúng ta có ân sủng của Chúa, quyền năng của Chúa, sự yêu thương của Chúa đong đầy ở trong mỗi chúng ta để làm thành tất cả mọi điều mà Chúa đã định cho chúng ta phải thực hiện ở trên đất này. Nguyện cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi sẽ làm vui lòng Cha của chúng ta trên trời, sẽ làm sáng danh Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta qua quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Amen. May God's Holy Spirit empower you to glorify Jesus, to bring honor to the name of the Father God, and to bring joy to his heart. So
Be blessed in Jesus' name. We'll see you in the next session. In Jesus' name, amen.